Che lại nhá, che lại nhá. Rồi bây giờ mình nhìn cái cờ trước nhá. Mình nhìn cái cờ trước đã, mình nhìn cờ trước đã, cờ trước đã, cờ gì nhá. Cờ gì là mình mới biết liền. Cờ gì. Lửa luôn ui. Pháp. Henzi. Pháp nhá, là biết con gì ngon nhỉ? Pháp là Henzi này, rồi Lacazette này, Antonio Gitman này, rồi Rabiot này, Laurent Blanc này. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 7 của content vượt lên 9.000. Nhắc thêm một lần nữa, ở cái content này thì Phúc sẽ cố gắng làm sao chinh phục được cái mức răn, đó là thách đấu. Một cái mức răn mà mình chưa bao giờ lên được ở trong cái tựa game SC Online này. Rồi. Nói sơ qua về phần đội hình đi. Thì hôm trước thì với những cái vòng quay của anh em, với sự tư vấn của anh em, thì chúng ta có Michael Owen và Mkhitaryan. Mùa FA nó cũng đã về rồi đây. Mkhitaryan đây này. Đó. Cái đội hình nó sẽ là như vậy. Thì hiện tại ấy, mình thấy có một cầu thủ thi đấu nó chưa ổn định cho lắm, đó là Park Ji-sung. Park Ji-sung thật sự ở đội hình này thì cái vị trí CDM chưa ổn. Đó là Park Ji-sung mùa LN cộng 8. Con này mình không biết là phải cho đá ở đâu hết anh em ạ. Thề luôn ấy, mình không biết là phải cho Park Ji-sung đá ở đâu. Tại vì cho đá ở CDM nó tốt tệ cực kỳ luôn ấy. Nên là hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm một cầu thủ nào đấy có thể thay vị trí của Park Ji-sung nha. Rồi. Thì thông thường, như thường lệ, khi mà chuẩn bị tới với content này thì mình sẽ chích ra 2 lít. Đấy, em Phúc sẽ chích ra 2 lít để có thể gọi là nâng cái đội hình này lên, cố gắng kiếm BP nâng cái đội hình này lên anh em nhá. Rồi làm cái 2 lít đã. Ôi là làm 2 lít cái. Tính sau. Rồi xong rồi, vừa làm 2 lít vào rồi. Bilac chưa full nữa anh em ạ. Bilac hôm nay là mình gom cũng được khoảng tầm là 400 SC. Uầy mà mới có được 1250 điểm à. Uầy mới được 1250 điểm à. Ui dồi ôi, mà full của nó thiếu bao nhiêu? 200 điểm. 200 điểm là mình mới được mốc cuối. Bật em cái mã 200, bật em dùng cái mã 200. Oh my god à. Ui, làm thẳng đi dùng ơi, làm thẳng cho nhanh được không dùng ơi? Làm thẳng cho nhanh được không em dùng ơi? Đây em dùng ơi. Đây. 2000 years later. Như vậy là mình có thêm khoảng bao nhiêu đây? 600 SC. Cảm ơn Dũng với lại cảm ơn Minh Vũ nhiều nhá. Cảm ơn hai anh em. Jackpot không nhỉ? Sao mà chúng được jackpot, làm kiểu gì mới chúng được jackpot đây, sao mà chúng nổi? Chết sổ tay đi ăn à? Ăn lấy sổ tay làm gì? Ăn sắp full sự kiện rồi. Mẹ mày sắp 14.000 rồi, ăn cũng 14.000 rồi. Không trúng rồi. Không được SC, không được cái gì luôn, không được bất cứ thứ gì hết. Thôi 10.000 bấm nhá, 10.000 bấm thôi, không ham, thật sự không ham. Thôi bấm tiếp, thêm cái nữa đi. 100 điểm nữa bao nhiêu tiền mới đủ vậy anh em ơi? 5 lốp nữa, 6 lốp nữa luôn. Không phải tiền đâu ra mà nạp bây giờ? Tiền đâu ra mà nạp đây? Mỗi ngày có đúng 2 lít để nạp vào đây, mỗi ngày chích ra được trong quỷ được đúng 2 lít ở đây. Nay là ngày cuối rồi, em Phúc cố tí à. Cố một tí à, lên rủ khoa trò hay là rủ khoa trò đá được không? À đúng rồi. Đúng rồi, An Tâm lúc này bảo là bây giờ đá với An Tâm đi, thắng là sẽ được 1 lít. Đúng rồi, thật không vậy An Tâm ơi? Anh ơi, có thật không vậy? Đá với anh thắng là được 1 lít xong nạp chơi sự kiện đúng không An Tâm ơi? Có chắc là thắng không? Nhưng mà phải cố hết sức rồi chứ sao? An Tâm bây giờ cũng thách đấu siêu sao đồ đấy nọ thì mình cũng phải cố chứ. Đúng không? Cũng muốn full sự kiện thì chỉ còn đúng một cách này thôi, là đi đá với lại anh em để xong rồi anh em ra kẹo để cố gắng thôi. Rồi, đến với trận đấu đầu tiên nhá. Trận đấu với An Tâm đi. Cố làm sao thắng cái trận đấu này lấy 1 lít chơi sự kiện nhỉ? Về cái Casemiro. Cái lối đá nhẫn tâm đây. 1. Đây. Park Ji-sung. Mkhitaryan. Ôi giời ơi. Yes sir. Rồi, bây giờ mình từ từ đá. Đó, mình từ từ đá thôi.
Cố một tí, cố gắng full sự kiện. Cố một tí thôi là full sự kiện được rồi. Ngoại ơi, con làm được rồi. Ngoại ơi, anh em ơi, mấy anh em của tôi ơi, em cũng làm được rồi. Rồi ok ok ok, từ phản công này, phản công này, phản công này. Đây, Owen chạy. Owen nó chạy nhanh lắm, Owen chạy nhanh lắm, Owen nhanh lắm. Yes sir. Owen, em cũng đem về. Cái giá trị của Owen HG đấy. Chưa hết. Chưa hết, à hết rồi, hết rồi. Ê, xong rồi, em cảm ơn anh Tâm rất nhiều vì trận đấu này nhá. Một lít, bật mã một lít đi em. Đây rồi anh Tâm ơi. Đây rồi. Mã một lít của anh Tâm. Đây. Có một lít rồi anh em ơi, có rồi. Bật cái mã một lít cho anh Tâm. Đây rồi. Thắng ngoài cũng chán, anh Tâm ơi, anh được nói như vậy mà. Anh Tâm có biết là em bị mất ngủ. Em đá với anh Tâm. Em đá với anh Tâm biết là em bị mất ngủ không? Xong rồi em phải ngồi xem lối đá của anh Tâm như thế nào. Hôm nay em khắc chế đấy. Hôm nay em đá với anh Tâm đấy. Ăn phin đi à. Ăn phin đi à. Còn ai nữa không, thật sự ăn phin đi. Còn ai nữa không? Còn ai nữa không? Quét nó không được luôn hả anh Tâm ơi, quét không được à? Nó để QR không hợp lệ ăn chồng nhỉ. Ok anh Tâm ơi, anh Tâm quét QR trên màn hình của em được cũng được. 50k một ván à. Vô đây Hải ơi, vô đây với anh thật. Hay chọn MJG ăn phin đi gì cũng được, hôm nay va hết. Đó MJG vô đây. MJG dê dũng gì vào đây. Không sao Phúc ơi. Thảm họa luôn mà Long ơi, đỡ ăn cái nhát dao được không Long ơi. Lúc khó khăn nhất ăn lúc nào nhớ tới cái tên của em. Sao mà thảm họa được. Mẹ con kia nó to chưa. Em Kitazian. À không, đây là Asselazon. Này nhá. Đỡ đi. Rồi. Em đi. Ghê vậy. Hai chữ FD vào mồm rồi đấy. Không bắt nổi luôn mà. FD không bắt nổi luôn mà. Nó cái này là xin ra cái FD làm gì vậy ta. Người kia là xin ra cái FD làm gì vậy. Để bây giờ em cũng phải khổ sở như thế này. Về cái từ. Ê! Lịch sử sắp tái hiện 6-1 luôn mà. Cố gắng thắng ăn cung trận này. Bật 7 vị lên. Đó, chuyển xuống là vị. Không có gì hết. Rồi, về này. Ôi! 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 Steven. Đó là cái sự tư duy. Đó là tư duy đây. Chọc cái khe chảy nước luôn. Chọc chảy nước chưa. Ui trời ơi. Đó là sự tư duy đây. Em cũng chọc cái khe kìa. Ra nước chưa.
Đỡ đi. Sao sao? Mà xử lý nó mượt mà chưa kìa. Con mẹ, rõ ràng là bắt cái thằng, rõ ràng là mình bắt thằng Vazan, mình chỉ ở bên đấy luôn mà, mình chỉ rõ ràng là ở bên đấy. Ekip cái gì? Ekip cái gì? Ekip cái gì? Còn nguyên. Còn nguyên. Chuyển về con mẹ mày. Mà điên à? Điên hay sao mày? Ôi, ôi. Pen, em Phúc đá pen hay lắm, yên tâm. Em Phúc anh em yên tâm, em Phúc đá pen hay lắm. Anh Finn đi ngồi xem em đá pen này. Hôm sau đá với em. Penguin 2 lốp thua 50, ok không em? Nhận. Nè, cái người nè nhá. Penguin là 2 lốp nha, win được là 2 lốp nha. Đấu trí, trái cao. Bên trái cao, bên trái cao, trái cao. Tin tưởng anh em, tin tưởng anh em. Em sút ở giữa nhà ăn. Đây đây đây, bật bật bỏ cái chat lên. Tiếu sáo, tiếu sáo. Em sút rửa thật này anh. Đấu, đấu trí, đấu trí, đấu trí. Đấu trí. Đấu trí. Đấu trí. À, không vào à? Không vào, không vào, không vào. Úi dồi ôi, sao 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 sao. Này này này, trái cao, ok. Không không, phát này.
Người đá pen, người đá pen hay nhất Việt Nam này là ai? Phú. Em cảm ơn, em cảm ơn cùng nhá, cảm ơn anh rất nhiều. Đây rồi. Người ta đá thì người ta phải có tí tiểu xảo chứ, tí tiểu xảo chứ. Đá banh mình phải có tí tiểu xảo. Rồi. Ăn nhắn LN mà chết rồi, an tâm ơi, em lỡ lấy HG rồi, biết đâu được. MU có mấy con hàng HG nhỉ? Để Phúc xem là đội hình MU có mấy con hàng HG nhỉ? Mùa HG xem thử là chỉ số 105 trở lên MU. Úi dồi ôi, Beckham nè, Polko, White Tiger, cho Tiger, là Ferdinand, Lauren Blanc, Blingard, Dan Van der Beek, ôi cũng ngon. Bây giờ HG về chưa? HG hình như chưa về thôi. Anh Phúc mở mấy gói Z trước đi. Mở mấy gói Z trước đi. Mấy HG đồ này nọ, mấy cầu thủ ngon nó chưa về thì bây giờ mình mở mấy gói Z trước đã. Đó. Z trước tiến sau, cứ mở Z hết đi đã. Rồi. Lingard là cũng ngon hết sảy luôn. Ôi ra được Lingard thì ngon luôn đấy chứ thật. Mới hàng MU mùa HG ngon luôn đấy. À, giờ mình mở được bất ăn RM thì sao nhỉ? Beckham thì sao nhỉ? Úi giời ơi. Ui lửa đây. Ui, hung ra đi CF. Cái gì đấy ta? Woodcut 117. Phôi. Có tí phôi. Ramirez này, Camavinga này, không có gì ngon rồi, hết ngon rồi. Rồi bây giờ mình mở gói rác này, mở mấy gói rác 25 gói có cộng 8 này, nhưng mà 25 gói này không ra được con gì ngon đâu. 25 gói này là gói rác đấy anh em ạ. Lửa luôn Hà Lan CF à? Hà Lan CM à? Wijnaldum. Gullit sao lại cho cộng 7 vậy? Ui ôi ôi. Gullit cho cộng 7 kìa. Ui ôi, cộng 8 là 1.000 tỷ rồi. Đen thế, mở sự kiện đen đấy nhờ. Đây. Đây rồi, yes sir. Ôi trời ơi. Mình làm tí che che đi thật sự. Đâu rồi, Phúc tí đợi Phúc tí nha. Mình làm cái gì đấy che che đi, đợi Phúc tí. Đấy Phúc tí. Mình che che đi xem thử. Không biết lấy cái gì che luôn mà. Từ từ anh em ơi, để Phúc bật lên lấy cái hình gì che lại đã. Thật không biết lấy gì che luôn. Thôi, khỏi che đi. Giấu tên. Like stream vui vẻ đi làm bài tràn lo nghe. Ok, xin cảm ơn giấu tên rất nhiều nha, xin cảm ơn giấu tên. Đây. Che lại. Rồi. Ok, xong rồi. Che lại nhá. Rồi, bây giờ mình nhìn cái cờ trước nhá. Mình nhìn cái cờ trước đã, cờ gì nhá. Cờ gì là mình mới biết liền. Cờ gì. Lửa luôn ui. Pháp, biết con gì ngon nhỉ? Pháp là Henry nè, rồi Lacazette nè, Antonio Gitman nè, rồi Rabiot nè, Laurent Blanc nè.
Ui, giày trắng. Giày trắng, giày trắng, giày trắng. Ui, từ. Ê, thủ nhá, thiên về thủ nhá. Thể lực là 120 nhá. Thể lực 120. Tolisso tin chuẩn, tin chưa chuẩn đâu. Đây, ai đây, ai đây, ai đây, hai gờ, hai DHG hả? 121. 121. Từ, khoan, 121. Dây bóng 121, tốc độ 114. Ủa sao tốc độ thấp vậy? Rabiot đúng không? Rabiot đúng không? Rabiot đúng không? Rabiot đây rồi. 2000 tỷ. Yes sir. 2000 tỷ. Đó đi. 2000 tỷ mà cùi cái gì? 2000 tỷ mà cùi được. Uầy. 2000 tỷ là ngon lắm rồi đấy. Uầy. 2000 tỷ ngon rồi mà. 2000 tỷ rồi. Ơ. Làm sao đây? Con này không ai bán hết, thật sự lên con không ai bán. Thôi, thật sự hết sức rồi. Đỡ đi. Biệt đội gặt cỏ cho anh bảy khỏi vấp đã donate cho phút rồi. Em cảm ơn anh Tâm, em cảm ơn anh. Thất vọng đầu tư lỗ 20k. em cảm ơn anh Tâm nhé, em cảm ơn anh. Thôi thì hôm nay ngày tập thứ 7 sẽ kết thúc ở đây em nhé. Như vậy là em Phúc mở ra cũng khá là nhiều con hàng ngon đấy. Mình sẽ bán một đống này đi. Bán tất cả những cầu thủ mà không dùng tới đi. Đây, bán Rabiot đi. Để tập sau chúng ta sẽ đem về một cầu thủ mới để có thể gọi là thay Park Ji-sung em nhá. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi. Thì nếu như anh em xem thử ấy, cái đội hình này, nếu như cần thay đổi cái gì ấy, thì anh em có thể tư vấn cho em Phúc với nha. Châu đã donate cho Phúc Zola 10. Cảm ơn em Chun nhá. Lỗ nặng cả về tiền và cái gì đó không biết. Không về cái gì hết em Chun ơi. Cảm ơn em Chun. Cảm ơn những người anh em hôm nay đã giúp đỡ nhá. Cảm ơn anh Cung, cảm ơn Long Chín Ngón. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Cảm ơn mọi người. Rồi, nếu như anh em thấy đội hình này cần thay đổi ở đâu ấy thì anh em có thể tư vấn cho em Phúc với nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.